Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Thời gian qua, các nữ thần tượng K-pop thế hệ thứ tư lần lượt ra mắt và gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo cùng tài năng nổi trội. Thậm chí thì nhiều người còn được fan yêu ái đặt cho những danh xưng mỹ miều chỉ dành riêng cho họ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những nữ idol may mắn như thế nhé. Thứ nhất, Yoon của Stacy. Yoon của Stacy thường được người hâm mộ của mình gọi là Sim. Đây là một cách chơi chữ từ họ thật của cô nàng là Stream. Các fan lý giải rằng vì Yoon có gương mặt rất dễ thương trông như các nhân vật bước ra từ tựa game đình đám Sim. Thứ hai, Seonyoon của NMIC. Từ khi ra mắt, Seonyoon của NMIC đã gây ấn tượng với số đông khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Mỹ nhân nhà JYP sở hữu gương mặt mang nét cổ điển và thanh thuần, trong sáng. Khi trên sân khấu, cô nàng cũng được khen ngợi vì biểu cảm đa dạng cùng khí chất tiên tử. Chính vì vậy, Seonyoon thường được người hâm mộ ưu ái gọi là Fairy, tức là tiên tử. Thứ ba, Yuna của ITZY. Yuna thủa mới ra mắt không được đánh giá cao về ngoại hình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhờ vào nỗ lực trau dồi và rèn luyện bản thân, cô nàng đã trở thành một trong những mỹ nhân đình đám của Gen 4. Bên cạnh việc được mệnh danh là thánh body, Yuna còn có một phong cách cá tính tô lên vóc sáng hoàn hảo. Người hâm mộ thường gọi cô nàng là Queen Ka, tức là nữ sinh thời thượng và xinh đẹp nhất. Thứ tư, Karina của aespa. Karina được dân tình yêu ái gọi là CG. Đây là từ viết tắt của thuật ngữ Computer Graphic, dùng để chỉ công nghệ đồ họa kỹ thuật số. Dùng CG để nói về Karina chính là khán giả đang ca ngợi nhan sắc đạt chuẩn mực của công nghệ làm ra, cực kỳ hoàn hảo và xinh đẹp. Thứ năm, Won Young của IVE. Princess, tức là công chúa, là danh xưng mà người hâm mộ dùng để gọi Won Young của IVE bởi nữ thần tượng luôn toát lên một khí chất thanh thuần, kiêu kỳ, gương mặt xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Những danh xưng mỹ miều của các nữ thần tượng thế hệ thứ tư chứng minh một phần sự nổi tiếng của họ. Nhờ vào tài năng và nhan sắc của mình, người hâm mộ tin rằng các mỹ nhân này sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!